Ơi, bé này thì mới tách mẹ ra, chắc nằm trong khu vực sinh sản, nó bị ẩm nè, ẩm lên lông, nó đang chuẩn bị thai, Có phải thai lông? thì bé này là của một cái bạn nha, ở vệ tinh của mình đó, ở Tây Ninh đó, gửi cho mình. Thì cái này là tuần trước mình có gửi mấy cặp chó giống á cho bên vệ tinh mình á, thì bạn hứa gửi lại cho mình tặng một con. Giờ do bé này thì nhìn thấy vậy thôi chứ nó thai lông lên đẹp lên này à. Giờ mình phải dưỡng lại, tại vì thường mà tách mẹ ra tụi nó hay nằm mà nó mến mẹ á, nằm chỗ ẩm nó bị viêm da đang thai nè. Bé này được 2 tháng, nhỏ 3 kg, 2 kg 3 kg. Sắp tới tiêm thêm mũi 2 nữa là đẹp, đây là phục hồi da luôn. Từ giờ lâu nay thì trại mình thì không có cho con, tại vì cho cái không có lên giống à, đó. Thì bé này cũng giá sinh viên thôi, cho anh em chơi trải nghiệm chơi vui nè. Đợi chắc khoảng 2-3 tuần nữa mình dưỡng lại á, dưỡng lại nó thai lông lại lại mướt lại hết á, và về nhà mới được. Lần trước thì có mấy anh hỏi tìm mấy bé giá sinh viên ấy, thì hiện tại là mình đang có nha, bé này là bệnh đực nha. Còn giờ cho con bên mình không có thật. Tới giờ em chưa thấy cái con nào lên giống luôn, cũng hơi khó. Tới giờ nghe tiếng ào ào ào, nó tiếng là chó sủa là đang cho ăn á, giờ cho ăn là nó nhoi lên vậy. Giờ bên mình chạy còn cái giống thôi. À, khu vực trại mình để cách xa lắm. Rồi bạn nào ưng cái bé này thì hoặc là thích thì cọc mình á, thì liên hệ số điện thoại 0989 356 396. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình, của trại chó Phú Quốc Sài Gòn.